Xin chào các bạn thân mến nha. Thì hiện tại anh em mình đậu bơm đang di chuyển dàn ống qua để chuẩn bị nổ máy động cơ lên bơm cát xà lan lên bãi. Vì vậy mình làm một clip review cho các bạn xem, ủng hộ cho mình cho vui nha. Đây là cái dàn máy bơm được trang bị trên một chiếc ghe gỗ nha. Thì cái ống con sừng hút này mình đoán cho khoảng 250. Dốc có 200 mà cha ơi. Còn cái dòi số quét đũa cát này thì ống 60 nha các bạn. 90. Quá chừng với các anh này. Giờ thì anh em đang xả bá lan kìa. Xuống cho nó thấp một tí cho ống con sừng nó căng đói, nó không có bị cao đó các bạn. Ống nước số quét cát thì 60 nhưng mà cái gàn đỏ người ta bóp lại còn có 49 nè các bạn. Ủa giờ này anh Lùng đâu rồi anh Cao? Chiến hữu của anh mà nó không biết là sao ta? Bây giờ nổ máy lên rồi đó các bạn. Lúc nào người ta cũng cho cái máy nước chạy lên trước để bơm nước vào cái bồ bơm cát cho nó đầy á. Như vậy khi máy bơm cát nổ lên thì cái nó mới hút được cái cát lên các bạn. Lúc mới thì anh em ta chạy ra máy hơi nhỏ cho hút lên từ từ, khi nó ổn định người ta mới lên ga lớn để chạy các bạn. Trước xà lan thì bà con địa phương người ta có làm một số nhà bè để câu cá. Bây giờ đây cũng hút lên được một lỗ khá to. Một anh thì lấy cái mặt cá ở phía sau, còn một anh thì lấy mặt cá ở phía trước mũi nha.
lên nãy giờ nổi cũng nhiều rồi nè các bạn, tầm khoảng 5 tấc. Thì có một anh cầm vòi nước nó quét đuổi cát ngay lớp bê nha, ngay ống lớp bê hút lên. Một anh thì đang lấy cát ở phần phía sau lái nè. Còn một anh thì đang lấy cái phần cát ở trước mũi tà lan, và một anh thì co máy để lên ga xuống ga nha. Sao khổ anh Cao? Cái vòi nước này nó cũng khá là mạnh. Nếu như anh em chúng ta mà cầm không quen là cầm không nổi các bạn. Nghề cát này thì bơm cực khổ, vấn đề chúng ta ngâm nước. Nếu như anh em mình mà tiếp xúc cái nước không quen đó thì nó hay bị nước ăn tay chân, về cảm giác cũng rất là khó chịu. Còn anh em ở đây người ta bơm thì cũng ăn cái khối lượng tàu một khối là mấy ngàn vậy. Xà lan mình bơm cát cái thằng trước mũi cũng xong rồi, mình cũng đã chạy giờ tới bơm cái thằng cát phía sau rồi. Thằng cát phía sau này còn khoảng 60-70 khối nữa các bạn. Anh em thì cũng bơm cái thằng cát phía sau nãy giờ đây. Này nó sạch, bởi vậy anh em bơm cũng khỏe nữa mà bơm cũng nhanh nữa, nó không có cây bảo bọc. Chứ máu mà có tạp chất cây bảo bọc thì anh em luyện cũng đúa tay đó các bạn. Những anh em này thì bơm kinh nghiệm cũng được nhiều năm mà các bạn, cũng từ 15 năm. Thì thường á anh em người ta bơm người ta lấy nó nghiêng về một bên, bộ cống lớp B
để khi mình dùng cái vòi nước số quét của cát á thì cát nó sẽ chạy nhanh hơn nha các bạn. Thì cái bàn cát bên dưới tay phải thì người ta lấy muốn hết luôn rồi, để cho nó nghiêng về bên dưới tay trái của hướng lớp B hút cát lên. Và đang mình bơm tuyến đường này thì tầm khoảng 3 tiếng rưỡi là xong xà lan nha. Clip video của mình đến đây xin kết thúc tạm dừng. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại sau nha. Do cái thời gian bơm cũng dài, mình chỉ gò video tóm tắt cho các bạn xem ủng hộ cho mình cho vui thôi. Nếu bạn video có gì sơ sót thì các bạn vui lòng đóng góp ý kiến cho mình nha.